mua nhà ở Mỹ, Úc hay là Canada thì có được phép ở lại để định cư hay không? Có rất là nhiều các anh chị khách hàng có hỏi Phượng rằng là bây giờ nếu như anh chị bỏ ra tầm khoảng 10 tỷ để mà mua một cái nhà ở bên Mỹ, ở bên Úc hoặc là Canada thì anh chị có được phép ở lại định cư ở những quốc gia này với cái bất động sản mà anh chị mua hay không? Thì câu trả lời ở đây là hoàn toàn không anh chị ha. Bởi vì đối với các quốc gia như là Mỹ, Úc hay là Canada thì cái chính sách định cư của họ rất là rõ ràng và từng nước thì họ sẽ có quy định cụ thể. Ví dụ như Mỹ là anh chị sẽ phải đầu tư vào cái chương trình EB-5, là anh chị sẽ đầu tư cái số tiền là 800.000 đô la Mỹ vào một trong những cái dự án mà đã được chính phủ phê duyệt cho cái chương trình này. Còn ví dụ như Úc là anh chị mình sẽ phải đầu tư mở một cái business theo cái chương trình là 188A. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì Úc họ đã tạm ngưng cái chương trình này cho đến năm 2024. Còn đối với Canada, cái chương trình đầu tư là anh chị mình sẽ phải tham gia vào cái chương trình SUV gọi là Startup Visa để mà anh chị có một cái business kinh doanh khởi nghiệp tại Canada. Thì anh chị mình phải tham gia tất cả những cái hình thức đầu tư này nếu như muốn có được thẻ xanh và ở lại định cư hợp pháp ở Mỹ, Úc và Canada. Chứ cái việc mà anh chị mua nhà thì cái mà anh chị nhận được sẽ là cái nhà thôi, chứ ngoài ra sẽ không có bất kỳ cái quyền lợi định cư nào đi kèm với cái nhà mà anh chị mua anh chị ha. Còn nếu như anh chị mình muốn mua nhà và kèm theo đó là có cái quyền lợi định cư đi cùng luôn thì anh chị mình phải cân nhắc qua các quốc gia châu Âu, ví dụ như là Cyprus, là Hy Lạp, là Bồ Đào Nha, là Malta. Thì khi đó anh chị mình chỉ cần mua một cái bất động sản giá trị tối thiểu tầm khoảng 10 tỷ trở lên thì cả gia đình sẽ được chuyển đến các quốc gia châu Âu định cư sinh sống, học tập và làm việc như công dân bản xứ rồi anh chị ơi. Nếu các anh chị khách hàng nào mình đang mong muốn là mình sẽ mua một cái nhà và được tặng kèm một cái thẻ xanh để định cư thì hãy cân nhắc về các quốc gia châu Âu anh chị nhé.